Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mục đích thực sự của quân đội Nga khi thúc đẩy chiến dịch quân sự ở Kharkov. Nga đang tiến hành một chiến dịch lớn ở khu vực Kharkov, đồng thời người Nga cũng đang tấn công những nơi khác, chủ yếu ở Donbass và vùng Zaporizhia. Một đe dọa ở phía Bắc đã buộc Ukraine phải rút quân được triển khai ở nơi khác, bao gồm cả Chashivja, để cố gắng giữ phòng tuyến ở khu vực Kharkov. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ tờ Asia Times, nếu Moscow có ý định buộc quân đội Ukraine phải di chuyển quân về phía Bắc, thì cho đến nay có vẻ như Nga đã thành công. Những cuộc di chuyển quân này sẽ tạo cơ hội cho quân đội Nga gây thêm thiệt hại cho quân đội Ukraine. Câu hỏi lớn lúc này liên quan đến mục tiêu chính của Nga. Các chuyên gia quân sự không cho rằng Nga triển khai đủ lực lượng binh sĩ mới, thêm 50.000 quân để thực sự chiếm được Kharkov. Một số người cho rằng Moscow có thể điều thêm lực lượng để chinh phục Kharkov, nhưng ít nhất cho đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Một số quan chức NATO tin rằng Kharkov là mục tiêu, nhưng nhà phân tích Stephen Bryan làm việc tại tiểu bang cận đông thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ không có chung đánh giá như vậy. Theo ông, mặc dù đúng là người Nga đang xây dựng một cái vạc xung quanh thành phố, nhưng họ muốn chiến đấu với người Ukraine ở ngoại ô hơn là trong một đô thị lớn. Kharkov là thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ông Bryan đánh giá mục tiêu của Nga là buộc quân đội Ukraine phải tổn hao lực lượng, gây thương vong nặng nề cho phía Kiev. Và nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chiến dịch ở Kharkov sẽ chia quân đội Ukraine thành hai hoặc bị chia tách hoàn toàn. Theo ông Bryan, ý tưởng của Nga không chỉ là chiếm lãnh thổ mà còn phá hủy khả năng kháng cự của Ukraine. Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang đạt được thành công trong chiến dịch đang diễn ra. Đầu tiên là việc chỉ huy lực lượng phòng thủ phía Bắc của Ukraine, chuẩn tướng Yuri Haluskin đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sa thải vào ngày 15 tháng 5 vì không tổ chức hợp lý lực lượng phòng thủ ở khu vực Kharkov. Ông được thay thế bởi thiếu tướng Ihor Tansiura. Tuy nhiên, việc sa thải ông Haluskin không thay đổi được gì trên chiến trường. Thứ hai là khả năng phòng thủ của Ukraine chưa đủ hiệu quả, chủ yếu là đào hào sâu vì có rất ít thời gian để xây hầm xi măng. Dù thế nào đi nữa, Nga đang đưa thêm súng phun lửa và pháo binh để phá hủy chiến hào. Quân đội Nga được cho là đang tiến vào các công sự chiến hào và tấn công chúng cùng với lực lượng phòng thủ Ukraine bên dưới. Điểm thứ ba là lực lượng thiết giáp Ukraine chưa phát huy tác dụng. Một trong những bài học của cuộc chiến Ukraine là xe thiết giáp không còn là vũ khí tiền tuyến khi nó có thể bị phá hủy bởi thiết bị bay không người lái giá rẻ, min thả từ trên không và vũ khí chống tăng. Trong vài ngày qua, một chiếc xe tăng Abrams và ít nhất một chiếc xe tăng Leopard bên phía Ukraine đã bị phá hủy. Những trận chiến xe tăng quy mô lớn dường như chỉ còn trong lịch sử. Điểm thứ tư, theo ông Bryan, là ngày càng nhiều binh sĩ Ukraine bị bắt hoặc đầu hàng. Phần lớn đây là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, không phải lính nghĩa vụ mới tham gia, nên việc đầu hàng có tác động lớn về mặt tâm lý. Bên cạnh đó cũng có báo cáo về việc các đơn vị không muốn thực hiện nhiệm vụ tấn công hoặc tự rút lui mà không có lệnh của chỉ huy. Con số cho đến nay vẫn chưa quá cao, nhưng người Nga đang tìm cách để công khai sự việc. Điểm thứ năm là ít nhất hai đại tá trong lực lượng bảo vệ Tổng thống đã bị bắt và người đứng đầu đội an ninh của Tổng thống Zelensky đã bị cách chức. Ông Zelensky nói rằng họ đang lên kế hoạch ám sát ông và các quan chức cấp cao khác, đồng thời đổ lỗi cho người Nga. Tuy nhiên, theo chuyên gia Bryan, nếu nhìn vào cuộc chiến, người Nga đã không nhắm vào Tổng thống Zelensky. Hai tuần trước, Nga đã đưa ông Zelensky, tướng tình báo Budanov và những người khác vào danh sách truy nã vì những tội danh chưa xác định. Nhưng danh sách này của Nga không phải là danh sách tiêu diệt. Điểm cuối cùng là Tổng thống Zelensky và lực lượng của ông do biết rằng phương Tây sẽ không gửi quân đến để cứu Ukraine, bất chấp tuyên bố gây tranh cãi về ý tưởng này của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Washington đã tuyên bố sẽ không có binh sĩ NATO nào ở Ukraine. NATO cũng tuyên bố như vậy và bây giờ ngay cả Macron cũng nói rằng ông thực sự không có ý đó. Nga bắt đầu cuộc tập trận quân sự sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Rạng sáng ngày 22 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng của nước này đã bắt đầu tiến hành giai đoạn 1 của cuộc tập trận sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, hay còn được gọi là vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Hãng tin TASS tối ngày 21 tháng 5 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận diễn ra tại quân khu phương Nam. Giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận tập trung vào các khoa mục thực hành công tác chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Cụ thể, lực lượng tên lửa sẽ thực hành chuẩn bị việc sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, trong khi lực lượng không quân sẽ thực hành trang bị vũ khí không quân, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Kinzhan, trước khi di chuyển đến khu vực tuần tra trong cuộc diễn tập.
Về phần mình, dường như để minh họa cho mối đe dọa từ phương Tây, Bộ Ngoại giao Nga đã trích dẫn những bình luận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đã nêu khả năng gửi quân đội châu Âu đến chống lại Nga ở Ukraine, và Ngoại trưởng Anh David Cameron, người nói rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Các nhà phân tích an ninh cho rằng cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật nêu trên được ông Putin thiết kế như một tín hiệu cảnh báo nhằm ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine, nơi phương Tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Kiev nhưng lại kiềm chế gửi quân. Theo ABC, cuộc diễn tập đang diễn ra tại quân khu phía Nam, bao gồm các khu vực của Nga ở phía Nam, trong đó có 4 khu vực Ukraine mà Nga vừa sáp nhập. Đây là lần đầu tiên Nga công khai công bố các cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng đối phó để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga trong mọi tình huống. Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng 5 đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị tập trận hạt nhân chiến thuật trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine leo thang. Theo thông tin từ báo tin tức, Ilya Kramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho rằng thông báo về cuộc tập trận không làm thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia của Moscow. Điều đáng chú ý nhất là cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có những tuyên bố khiêu khích nhất định từ quan chức các nước NATO. Trong khi đó, Dmitry Stefanovich, nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh Quốc tế tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, chỉ ra rằng những gì đang thấy hiện nay là một thông điệp hạt nhân rõ ràng, điều chưa từng xảy ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Nhà phân tích này lưu ý, điều đó khẳng định một thực tế nổi tiếng, trong trường hợp xảy ra xung đột cường độ cao chống lại một đối thủ vượt trội, Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Ukraine hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo thông tin từ báo tin tức, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksandr Litvinenko hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa do nước này cung cấp cho Kiev để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và giúp ngăn chặn cuộc tấn công mới có thể xảy ra sắp tới của Moscow. Dẫn lời ông Oleksandr, báo Mỹ Financial Times ngày 22 tháng 5 đưa tin nếu Washington dỡ bỏ lệnh cấm, điều này sẽ có lợi cho Kiev. Tuy nhiên, ông Oleksandr thừa nhận cơ hội để Ukraine có thể đạt được bước đột phá trên chiến trường trong năm nay là rất mong manh. Miễn là chúng tôi giữ vững phòng tuyến, miễn là chúng tôi chiến đấu, chúng ta vẫn còn mọi cơ hội để giành chiến thắng, ông Oleksandr nói. Trước đó, một tờ báo Mỹ khác là Politico cũng dẫn lời các quan chức quen thuộc với vấn đề trên kênh đưa tin Kiev đang thúc giục chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân trong khu vực Kharkov. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng bước tiến của quân đội Nga ở Kharkov có thể là làn sóng đầu tiên trong một cuộc tấn công rộng hơn, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng và cần thêm binh sĩ để giữ tiền tuyến. Về phần mình, Washington từ lâu không khuyến khích Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ, chúng tôi không khuyến khích hay cho phép các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Cuối cùng, Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine những trang thiết bị cần thiết để thành công và để giành chiến thắng. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công vào lãnh thổ Nga gần như hàng ngày kể từ khi nước này tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 6 năm 2023. Tháng 8 năm 2023, sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công thất bại bằng máy bay không người lái vào Moscow, Liên Hợp Quốc cho biết họ không muốn chứng kiến bất kỳ mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự nào bị tấn công. Bình luận về các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine trên lãnh thổ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh quân đội Nga luôn trong tình trạng cảnh giác và thực hiện mọi thứ cần thiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.